Theo tìm hiểu của phóng viên tại các quán nhậu trên địa bàn thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, được biết đa phần lượng khách đều sử dụng những phương tiện công cộng hoặc không trực tiếp điều khiển phương tiện đến để đảm bảo an toàn sau khi ăn nhậu trở về. Khách đến với lại quán tôi thì ý thức chấp hành giao thông rất là tốt. Cơ bản đi bằng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hoặc taxi, hoặc là người nhà đưa đến, mà có một số đi bằng phương tiện cá nhân thì đến khi về thì là người nhà sẽ đến đón. Hôm nay anh em tôi để có cuộc hội ngộ, có uống một chút và vài cốc bia. Anh em tôi chủ động mà đi bằng cái phương tiện công cộng. Sau đó anh em tôi sẽ vẫn đi bằng cái phương tiện đó và trở về nhà. Theo chân tổ công tác cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 4G, trục đường chính trên địa bàn thị trấn. Sau hơn một tiếng đồng hồ vào giờ cao điểm từ 17:30 đến gần 19 giờ, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với hơn 200 lượt phương tiện, không phát hiện trường hợp vi phạm nào. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cũng đã chủ động tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, khép kín địa bàn và tăng cường xử lý, nhất là đối với hành vi tham gia giao thông khi có nồng độ cồn. Qua đó thì cũng đã hình thành được cái ý thức của người dân được nâng lên. Để giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Sông Mã đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, trang bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, khu vực tập trung đông dân cư. Trong quá trình xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không giải quyết bất cứ trường hợp can thiệp xin bỏ qua lỗi vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thì sẽ có thông báo gửi về cơ quan đơn vị đang công tác để xử lý theo quy định. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi có nồng độ cồn khi tham gia giao thông, hình thành thói quen đã uống rượu bia, không lái xe. Hy vọng rằng với việc thực thi nghiêm túc của lực lượng chức năng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các cơ quan truyền thông, một thói quen xấu sẽ mất đi. Mọi người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia.